Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Kiểu Bóng Văn Khánh. Thì video thứ 3 mình sẽ lên cho anh em trong ngày hôm nay cũng là một trận đấu thuộc giải U21 Cúp vô địch châu Âu. Thì trận đấu tiếp theo mình làm cho anh em đó là trận đấu giữa Thụy Sĩ, U21 Thụy Sĩ gặp U21 Italia. Thì trước khi đi vào chi tiết của cái trận đấu này thì anh em cùng nhìn qua cái nhóm mình đang chơi. Hiện tại nhóm đang chơi rất là ok nha anh em. Anh em nói chung là có hôm thắng hôm thua, nhưng mà hiện tại hôm nay cuối tuần thì anh em ăn khá là nhiều, rất nhiều mã rung nha anh em. Hôm nay anh em ăn từ trưa đến giờ đấy, anh xem nào. Hôm nay anh em hoạt động đúng là cuối tuần các bố rảnh đánh từ sáng đến chiều, từ chiều chắc đến đêm, đêm mà có ông nào kéo nữa chắc đánh đến sáng luôn. Thì thực sự đánh như vậy thì không nên anh em nhá, như vậy rất mệt. Thì nếu anh em nào cần một nhóm chơi có đội ngũ nên kèo từ bóng cỏ đến bóng chính thì hãy liên hệ với mình. Thì nhóm của mình rất là nhiều anh em nên được kèo chứ không phải mỗi mình. Mình thì chủ yếu làm video để cho anh em tham khảo. Còn tất cả những kèo khác thì khi anh em vào nhóm sẽ có một số anh em nên kèo cho anh em đầu tư để anh em có thể có được lợi nhuận cho riêng mình. Rồi, thì trở lại với trận đấu giữa U21 Thụy Sĩ gặp U21 Italia vào lúc 23 giờ đêm nay. Thì với hai đội tuyển này mình thấy rằng là nó sẽ khá là ngang cơ nhau thôi, chứ cũng chả có gì là thằng Thụy Sĩ mạnh hơn đâu. Hiện tại thì với đội hình ra sân dự kiến thì Thụy Sĩ sẽ ra sân với sơ đồ 4-4-2. Đá cao nhất trên hàng công là hai cầu thủ Zider và Tojikovic. Bên phía Ý thì họ sẽ đá với sơ đồ 3-4-3 với Golonto, Fenezi và Matteo, ba cầu thủ đá cao nhất trên hàng công. Ở trận đấu này thì như mình thấy ở đây thì hai bên sẽ có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu quan trọng ở bảng này. Trận đấu này là trận đấu rất quan trọng trong bảng D nha anh em. Hiện tại thì với thứ tự trên bảng xếp hạng ở cái bảng D này thì Thụy Sĩ lại đang dẫn đầu sau khi họ giành chiến thắng trước La Uy, và Pháp cũng giành chiến thắng trước Ý, đúng không ta? Không, ở chợ đúng rồi. Pháp giành chiến thắng 2-1 trước Ý và Thụy Sĩ giành chiến thắng 2-1 trước La Uy. Thì trở về trận đấu này thì hai đội thua sẽ gặp hai đội thắng. Cho nên có thể nếu trường hợp thằng Thụy Sĩ thua Ý và thằng La Uy nó thắng được Pháp thì có thể thứ tự ở trận ở cái bảng đấu này nó lại đảo lộn nha anh em. Với phong độ thì 5 trận đấu gần đây đội chủ Thụy Sĩ họ chỉ thắng được 3 trận, thua 2 trận. Tính xa hơn 10 trận thì họ thắng được 6 trận, thua 3 trận và hòa 1 trận. Nói chung là Thụy Sĩ thì ở cấp độ đội tuyển trẻ hiện tại bây giờ họ cũng khá là mạnh đấy chứ không phải dạng vừa đâu anh em nhé. Nếu anh em xem ở trận đấu trước ấy, thì nó đá rất hay. Còn với Ý thì nếu mà cái nứa này thì mình thấy nó đá bình thường, cái nứa trước cơ. Cái nứa tầm 2020-21 ấy, nứa ấy đá rất kinh luôn. Với phong độ gần đây của Ý thì họ có phong độ không được tốt cho lắm nha anh em. Có chỉ có 5 trận thắng sau 10 trận đấu đã qua, 3 trận thua và 2 trận hòa. Thành tích đối đầu của hai thằng thì cũng chả có gì là đặc biệt cả. Có đúng một trận một đều. Một trận một đều ở một trận giao hữu. Và với Thụy Sĩ thì sau khi chuẩn bị cho cái giải đấu vòng chung kết U21 này thì họ luôn thua. Luôn thua khi đá ở các trận thua hoặc hòa ở các trận giao hữu. Đây này anh em, là trước hai trận ấy này thì hai trận trước một trận đấu thuộc vòng bảng này thì họ thua liên tiếp hai trận này, thua trước chính La Uy, thua trước Tây Ban Nha. Và hai đội này thì nếu mà xét theo trên phương diện về phong độ thành tích thì mình thấy rằng hai đội đều có thành tích không được tốt nha anh em. Nhưng mà nếu mà xét một trên góc độ về cái phong một trận thôi thì mình lại tin tưởng vào ở trận đấu này có thể là lỗ kèo tài, có thể là lỗ kèo tài anh em nhé.
Và chắc chắn thì trận đấu này thì như mình vừa nói là hai đội sẽ ra sân với sự đội hình mạnh nhất. Hai đội sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đưa anh em đi tới với cái mức kèo hiện tại. Với mức kèo hiện tại thì thế mà Thụy Sĩ Ý đang chấp Thụy Sĩ 0,5. Tài xỉu cả trận 2,75. Tài hiệp 1-1 hòa. À, hơi cao anh em ạ. Cái kèo 2,75 này thì có thể đánh được nha. Còn kèo Thụy Sĩ hay kèo Ý thì không đánh ở trận này. Thì anh em đầu tư cho mình cái mã kèo 2,75 FT bỏ 98 ăn đủ nhá. Và đánh cho mình hẳn cái tài 1,25 HT này. Bỏ 75 ăn đủ thôi. Nói chung là nhiều khi nhiều anh em sẽ suy nghĩ rằng kèo nó cho ăn cao thế này thì nổ làm sao được. Chưa biết đâu được anh em ạ. Trái bóng tròn mà. Nhiều trận tưởng không lổ. Phút thứ 15, 20 đã rung đã cho ăn đủ rồi. 10, 15. Nhất là mấy giải thuộc châu Á như kiểu là mấy giải Ả Rập ấy. Hoặc Uzbekistan hoặc là thằng Tajikistan cái. Ngay phút 10, 15 rung đã ăn đủ rồi. Cho nên là anh em nếu mà tự tin thì nên đầu tư vào kèo 1,25 bỏ 75 ăn đủ. Và mình sẽ đầu tư vào kèo này anh em nhé. Và kèo tài 2,75 FT. Rồi thì hiện tại với những anh em nào chưa có một trang trả trước chơi uy tín, rút nạp ok. Trang mình đang đầu tư thì một ngày rút nạp rất nhiều lần anh em nhá. Nói chung là nếu mà khi anh em mà đầu tư trên trang thì anh em có lợi thế nhiều lắm. Đơn giản như hôm qua mình ấy kéo anh tức là mình đưa kèo cho anh kia anh ấy đánh để anh ấy test test trang thôi. Thì anh bảo ô sao kèo ở trên trang ấy ăn cao hơn kèo ở ngoài nhiều thế. Như trận hôm qua cái trận Bỉ à? Bỉ. Ở trên trang đang là ăn mình nhớ kèo đấy kèo 1,5. Ở trên trang ăn 1,5 ăn 1,13 mà báo bên ngoài ăn có 90. Cho nên là nó mất đến tận ví dụ 1 triệu anh em đánh 1 triệu anh em mất khoảng 230.000 nhá. Cho nên là anh em hãy suy nghĩ kỹ. Anh em chơi trả sau hoặc là chơi qua cò thì nó sướng được cái là báo mồm. Sướng cái mồm khổ cái thân anh em ạ. Chơi có chơi không có thì nghỉ. Đừng có đi bốc bốc gì về mà chơi. Tâm lý lắm. Ok, video của mình đến đây cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em vào lúc 11 giờ đêm nay nha. Năm nay U21 xem đá rất hay đấy anh em ạ. Rồi, hẹn gặp lại anh em.